Vâng, đây là quả súp em bán thanh lý các bạn nhá. Thực sự là những cái hàng thanh lý này toàn những bác khách gọi là sành và hiểu về nó thì các bác mới mua và biết về cái kỹ thuật bên em xử lý cho các bác thì các bác sẽ mua và mua nhanh. Thông báo các bác quả súp này thì hôm qua em đăng, đến sáng ngày hôm nay là đến giờ này là 4 người xin số tài khoản, nhưng mà duy nhất một bạn khách ở thành phố Nam Định đã chuyển tiền rất nhanh. Đấy, thì ba bác khách kia thông cảm vì các bác xin số tài khoản nhưng bác lại phải nhờ ai đấy, đi chuyển tiền hộ. Như thế cho nên là đến giờ này là 8 giờ sáng, chắc là các bác chưa chuyển kịp thì các bác thông cảm nhé. Xem được video này các bác hãy dừng, không chuyển tiền cho em nữa, vì quả súp này sẽ về với bạn Kiên ở thành phố Nam Định đã chuyển đủ tiền cho Ngọc Quang. Và quả súp nó đánh rất là mạnh, bát 30. Lưu ý nhất của súp này các bác cắm điện, để cắm điện 100 hoặc 110 các bác nhá. Đây, đấy, em cắm riêng bên này, tuyệt đối không được cắm 220. Đấy, cái tiếp theo là lưu ý các bác đánh rất là mạnh, về các bác dán thêm một cái lớp cao su vào cái chân này này, vì nó đánh nó rung mạnh thì nó sẽ sinh ra tiếng nó đập xuống đất này. Đấy, cái chân này, này. Lưu ý các bác nhá, tất cả súp Mỹ nó đánh rất mạnh và chân nó thường là chân nhựa và nó gần như chưa có cái đệm đây. Nếu các bác một là dán cao su đệm vào chân này, hoặc lót cái bìa hoặc cái bốn cái góc này, lót bốn cái vải cái rẻ này. Đấy, đây này em nó tạm rồi nhá. Đấy, cho nên nó sẽ tiếng nó sẽ rất là êm và mạnh. Đấy các bác, đấy là hai cái lưu ý, một là cắm điện, hai này em mách các bác thêm một cái đó để các bác nghe nó không có tạp âm, tiếng rất sộp, nổ lực cực kỳ mạnh và giá thì rẻ ngang với cả súp hàng mới bình dân nhá các bác nhá. Đấy, cảm ơn các bác đã quan tâm và ủng hộ em rất nhanh, và sau đây video em sẽ test những cặp loa Audio Center PS8 cộng chuyển trả đơn các bác ở trong Đắk Lắk, trong Cần Thơ, trong Sài Gòn, ba cặp các bác nhá, ba cặp. Rồi, cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Rồi, em tạm dừng cái này để test thử bằng cái này trên rồi bác lấy em cái khiển để em test trên cái cảm ơn bác khách đã chuyển tiền đặt hàng cặp loa Audio Center PS8 cộng. Một bác chuyển đủ tiền và một bác khách chuyển 2 triệu đồng, một bác khách chuyển 2.500.000. Em trân trọng cảm ơn các bác đã tin tưởng và đặt hàng. Em sau đây tranh thủ cho anh em đóng và em tắt test đại diện một cặp thôi các bác nhá. Hàng cực kỳ là chất lượng, Audio Center PS8 cộng. Đấy, dòng loa này thì không có nhiều cho nên em cũng không dám lên sóng các bác nhá. Đấy, số lượng nhiều thì em sẽ lên sóng, còn cái này thì chỉ còn đâu đó khoảng 5-6 cặp nữa thôi. Các bác nhanh tay alo cho em để sở hữu những sản phẩm chất lượng nhất bên Ngọc Hoàng chọn lọc. Cảm ơn các bác rất nhiều.